Vâng, không có vô Hải Dương xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xe Đam Mê trong buổi review xe ngày hôm nay. Hôm nay là một siêu phẩm, và siêu phẩm Ngọc Trinh, siêu đẹp và siêu mới. Vừa cập bến Xe Đam Mê và lên hình gửi tới tất cả các anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Bắt đầu chương trình thì cho Phong Yo xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Và để xứng tầm với một cái siêu phẩm mang tên thương hiệu đến từ nước Đức hàng đầu thế giới, nhưng đặc biệt một chiếc xe trên 2 tỷ đồng, nhưng ngày hôm nay nó có một mức giá dưới 500 triệu đồng và nó siêu đẹp. Vậy thì nếu siêu đẹp và một dòng xe nó giá trị mang cái tầm thương hiệu quốc tế đến với các anh chị thì nó như thế nào? Thì các bác có thể đầu tiên chúng ta có thể chiêm ngưỡng ngay trong phần nội thất để thấy rằng cái đẳng cấp sang trọng từ bên trong nội thất, nó đã mang một cái phong cách hoàn hảo cho một mẫu xe đến từ thương hiệu của nước Đức các anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận ngay từ các bảng tắp đi cánh cửa. Vậy thì nó được trang bị những gì và tại sao mà những người dùng khó tính nhất đều phải hài lòng và trầm trồ ước mơ? Thì đây là những cái vật liệu khác biệt trên những dòng xe của Đức và đến thương hiệu từ mẫu xe Merc này mang lại. Đây nó được trang bị là gì? Là da mềm. Tôi có thể ấn đây các bác nhìn này. Chứ những cái xe khác nó chỉ là nhựa thôi, nó sẽ gây tiếng ồn và lẽ sẽ rất nhanh lão hóa qua thời gian. Như chiếc xe này các bác có thể nhìn đấy, nó còn mới như trong hãng luôn. Và loa thì trang bị khắp nơi. Chúng ta trải nghiệm cái dàn âm thanh của xe này thì thôi miễn chê luôn các bác nhớ, như nhà hát của những giấc mơ. Và dưới này thì có tất cả chi tiết, sự hoàn thiện của vân gỗ tuyệt đẹp đấy. Các bác có thể thấy rằng một chiếc xe cao cấp thì cái sự hoàn thiện của nó tỉ mỉ từ đường kim mũi chỉ. Phải nói nó sắc sảo và nó đẹp nên tại sao mọi người phải hài lòng với nó. Các bác nhìn cái bản tâm ly thôi. Và đây nó được trang bị là da xịn chứ không phải da công nghiệp hoặc là da hoa học. Các bác nhen lên cái mùi thơm của nó cực kỳ quyến rũ trên chiếc xe mẹ. Những cái đường kim mũi chỉ 100 mũi như 100. Đó. Và từ cái phím đấy, phím xuống kính lên xuống kính và gương kính chỉnh điện các bác này. Chốt khóa mở cửa này, con này nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Không có gì để chê cho chiếc xe quá đẹp và hoàn hảo. Đặc biệt là ở một cái mức tiền cũng quá hợp lý các bác nhé. Quá hợp lý. Và chúng ta có thể thấy ngay cái thế hệ mới thì cái vô lăng cũng được khác biệt. Khác biệt là cái gì? Đây ạ. Những cái phím, những cái phím được thay đổi. Ốp gỗ và da cho chúng ta một cái khi trải nghiệm cầm lái nó rất là thích thú. Và nó mượt mà và nó mát tay. Đó, da xịn sò nó là như vậy các bác nhé. Và từ bản tắp lô tắp ni thì cũng được trang bị là da mềm. Đấy, toàn bộ là da mềm nên độ cách âm trong ồn của nó cực kỳ tốt. Và từ cái phím đèn của nó, đây, đèn auto. Cái này có hạn chế tốc độ này, ga tự động cruise control cần gạt là ăn ngay. Đó, và cái này là gạt mưa và sinh nhan, bố trí rất là hài hòa. Và vô lăng đây, các bác nhìn này, xịn sò chưa? Đó, tuyệt vời luôn. Không có điều gì để chê và ghế là vẫn là xịn sò theo xe. Thì các bác thấy là nó trau chuốt từ cái tựa đầu và từ cái da ghế của nó qua thời gian vài chục năm, nó vẫn đẹp, nó vẫn bền vì nó là những sản phẩm da xịn. Đấy, các bác có thể nhìn nhé, qua thời gian. Và đặc biệt từ cái bàn lề cánh cửa, nó to. Đấy, chắc chắn đây các bác này, tại sao nó được mệnh danh là dòng xe an toàn hàng đầu thế giới thì đây, nó là minh chứng và độ bền rất là cao. Và để giải quyết cái cách âm trong ồn tốt, nó hoàn hảo hơn thì xe này ngoài những cái lớp kính đấy cực kỳ dày dặn để cách âm trong ồn tốt và bảo vệ người lái thì nó tạo lên hai lớp gioăng. Đây là những lớp gioăng cực kỳ bền, nó là gioăng vải quá cao cấp các bác này. Và ở trên này thì nó có một cái lẹp inox và đỡ một cái lần gioăng nữa nên nó tạo lên cái độ cách âm trong ồn như cánh cửa nhà chúng ta bình thường một lớp, nhưng nó đây là hai lớp các bác nhé. Thì đây ạ, đấy, hai lớp gioăng. Đây một lớp gioăng, đây một lớp gioăng, đây là nhung nỉ luôn. Đấy, nó cực kỳ là cao cấp. Đấy, khi đóng cái cửa lại thì chúng ta cảm nhận ngay là cái sự chắc chắn, đúng là chính xác. Đấy. Và chỉ có trên xe Merc mới làm được điều đó thôi các bác nhé. Đó, chỉ có trên xe Merc và lớp sơn của xe Merc thì lại vô cùng tuyệt vời. Và các bác có thể thấy đây, tất cả vị trí đây. Đó, rất là tuyệt vời luôn, không có gì phải chê. Chỉ có một từ là mê thôi. Và nó hoàn hảo đến mức từ cái bản trung tâm là cũng là nhôm phay này. Đấy, và chỉnh nghe rất thích luôn. Đấy, đây là chi tiết của vân gỗ họa tiết tuyệt vời luôn. Và đây là nhôm phay chống xước. Và các bác có thể thấy từ những cái củ số bàn phím của nó này. Và auto điều hòa là auto tự động hai vùng độc lập. Đây là vùng 1 và đây là vùng 2 các bác nhé. Và có hệ
hệ thống là lọc không khí. Đấy, rất là hay. Ở đây thì trang bị một cái đầu 6 đĩa CD cho chuẩn âm thanh, quá là hoàn hảo và hay luôn nhé. Đây là tăng giảm cái âm lượng và có một cái màn hình. Đấy, để các bác điều chỉnh thông số toàn bộ ở đây và nhìn cái bản tắp đô tam ly nó đẹp như thế này cơ mà. Không một tì vết, khẳng định luôn, từ cái đèn trần của nó cũng hoàn hảo về độ đẹp và độ cao cấp sang trọng luôn. Và gương chống chói chỉnh điện, gạt mưa tự động auto rồi. Đó, nó rất là hoàn hảo và tuyệt vời, chỉ cần nói như vậy thôi thì các bác đã hiểu giá trị của một chiếc xe Mercedes nó mang lại cho chúng ta. Đấy, nhiều người thì đặt rất nhiều câu hỏi xe Mercedes nó bảo dưỡng bảo trì ra sao, giá trị của nó có đắt đỏ hay không. Thì tôi chỉ muốn nói với các bác, khi các bác quan tâm thực sự gửi con vào một trường nào đó, đấy, khi chúng ta chỉ quan tâm đến cái giá rẻ thôi thì đương nhiên chúng ta sẽ không hiểu được là con chúng ta sẽ học được gì ở đó. Nhưng những người có tiền và những người quan tâm đến chất lượng thì họ thường là tìm một cái môi trường tốt để con mình học hành và nó được trải nghiệm và học nhiều thứ ở đó các bạn nhé. Vậy thì chúng ta đi tìm cái gì? Đi tìm chất lượng và cái giá trị thật của nó. Thì từ hàng ghế sau các bạn có thể thấy rằng cái sự hoàn hảo và tính toán một cách triệt để của dòng xe Mercedes, nên từ cái tư thế ghế ngồi nó cực kỳ là vững chãi và chắc chắn và ngồi rất sướng và da xịn sò nhé. Từ cái tựa đầu nó xịn sò như thế này cơ mà. Đấy, các bác có thể thấy. Và con xe tuyển chọn auto sướng và auto đẹp rồi. Đấy, miễn chê, không chê vào đâu được. Đấy, và từ bản tam lô tam đi 10 cái như 10 luôn, tất cả hoàn hảo luôn các bác nhé. Đấy, xe đam mê đã tuyển xe thì các bác khẳng định là những dòng xe nó là siêu tầm về chất lượng rồi. Mở cửa thì đều có đèn soi, đó, tuyệt vời luôn nhé. Đấy, và đây thì nó có rèm che mưa. À, xin lỗi các anh chị, là rèm che nắng. Đấy, nó rất là hoàn hảo đúng không ạ? Tuyệt vời luôn. Đấy, và từ cái bệ tựa đầu, đấy, cái tựa đầu thôi cũng sang xịn. À, tôi đã từng nói rồi, xe Mercedes có những cái không cần thiết, nhưng họ có nhất thiết phải làm một cách sang xịn đến như vậy từ những chi tiết nhỏ hay không? Thì xe Mercedes phải nói là sự hoàn thiện, thì từ cái chi tiết nhỏ mà những cái không cần thiết họ cũng hoàn chỉnh một cách cao cấp và sang xịn nhất. Đây, tất cả cái này nó sang xịn là từ những cái thảm để chân theo xe là còn hết các bác nhé. Đấy, đây là nỉ này. Đây nỉ nhá, thảm để chân theo xe là còn hết. Đấy, và cái này là bệ tì tay để cốc này, nó sang xịn này. Đấy, và cái này thì đương nhiên để được hai cái điện thoại này. Và cái này thì ấn nút đây thì cái hộp để cốc sẽ bật ra các bác nhé. Để được hai cái cốc, đấy, rất là ok. Và chúng ta không ấy thì chúng ta gạt lên để đi đông người ngồi. Đấy, nó quá là hoàn chỉnh luôn. Cảm biến, cảnh báo va chạm đến phía trước và phía sau. Đấy, không thiếu một cái gì. Đại loại là la răng đa chấu. Và nó là đa chấu rồi, rất là đẹp mắt các bác nhé. Và cái rèm sau thì được chỉnh điện. Thì đây, cái rèm sau thì các bác lưu ý, đây là chỉnh, chúng ta có thể chỉnh vào cái rèm sau. Ấn nút này nhé, ấn nút này, rèm tự lên. Đó, cái rèm sau đấy. Và tôi ấn một cái nữa, rèm tự xuống các bác nhé. Có nghĩa là rèm điện, đấy, che nắng điện. Quá sang xịn đúng không ạ? Quá chất lượng và quá hoàn hảo. Vậy thì chúng ta đi vào bên phụ xem sao. Thực sự ở phía đuôi thì nó trang bị cái thế hệ mới này, thì nó được lên là máy mới CGI và hộp số Trolic 7 cấp các anh chị nhé. Và giải đèn led là hai giải đèn led, đó là form mới, máy mới, hộp số mới. Và máy được tinh chỉnh rồi, cảm biến, cảnh báo va chạm thì bốn quanh xe rồi, mẹc mà, nó rất an toàn. Và những cái thanh mạ chrome trang trí thì ôm trọn bốn quanh xe. Các bác nhìn thấy phần đuôi. Và cái vật liệu của Mercedes thì phải nói là nó hoàn hảo, qua thời gian bao nhiêu năm nó cũng vẫn còn tốt. Đấy, không bao giờ bị xuống cấp. Thì đấy là cái giá trị mang lại. Đây các bác nhìn bản tam đô tam đi nó đẹp chưa. Con này nó xuất sắc, hoàn hảo từng chi tiết nhỏ nhất nhé. Đấy, và đây, từng đường kim mũi chỉ 100 mũi như 100. Đây, tất cả này lên xuống kính này. Đây, các bác nhìn này. Đấy. À, và các bác đi xem Mercedes thì ngoài cái sự sang xịn đẳng cấp, độ tĩnh cao, đầm chắc hoàn toàn, thì nó cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ là hoàn hảo. Đấy, tất cả âm thanh của xe Đức thì nó tuyệt vời rồi. Đấy, không còn một từ gì gọi là mỹ từ gì để mà nói về xe Mercedes. Chúng ta có thể ai dám chê xe Mercedes bao giờ đâu, mà chúng ta chỉ ước mơ thôi và thực hiện được đi một chiếc xe Mercedes, mua một chiếc xe Mercedes, chứ có ai dám chê đâu, vì đến nguyên thủ quốc gia cũng đều dùng xe Mercedes cơ mà. Đó, những người có tiền, những người thông minh và những người tiêu tiền thông thái cũng đều phải sở hữu đến xe Mercedes. Thì đó là câu trả lời. Và cái xe Mercedes C này là một dòng xe quốc dân. Đấy, của dòng Mercedes, người ta sản xuất ra để chủ yếu phục vụ những tầng lớp.
Đấy, chẳng hạn Mercedes là bình dân, công nhân cũng đi được, nông dân đi được. Mercedes đấy thì nó trên một cấp nữa. Đấy. Và Mercedes thì nó là sang xịn hẳn rồi các bác nhé. Nhưng đây là dòng Mercedes thì cực kỳ là lành tính, bảo dưỡng thấp, chi phí thấp và xe bền bỉ. Thì người ta mục đích ra mắt dòng Mercedes nó là như vậy. Nên các bác rất yên tâm sở hữu dòng Mercedes này. Động cơ 1.8 turbo tăng áp vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, cho chỉ số 8 lít trên 100 km. Đấy, trên đường trường thì nó quá hoàn hảo rồi. Và các bác có thể thấy một mẫu xe quá đẹp luôn. 4 phanh đĩa ABS, đèn tích hợp bo rẽ trên gương. Và cảnh báo va chạm 4 lúc quanh xe các bác nhé. Và xe mẹt thì nó được gắn chip để cảnh báo an toàn khắp nơi. Lên có một vấn đề gì nó không được hoàn chỉnh thì nó sẽ được cảnh báo ngay trong một nốt nhạc để chúng ta vận hành xe an toàn. Có những cái loại xe bình thường thì chúng ta đã xảy ra tai nạn rồi thì mới biết là xe chúng ta nó khác với xe mẹt, nó không được cảnh báo an toàn. Đấy, nhưng xe mẹt nó đã được cảnh báo trước rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ tránh được và chúng ta cần phải kiểm tra ngay. Và đây, tối tân của xe mẹt, những thanh phản quang, người ta bảo vệ chiếc xe và người dùng đến một cách tối ưu, tốt nhất. Đấy, phục vụ, đây là cách phục vụ này. Thì cái này đơn giản là khi xe các bác xảy ra vấn đề gì buổi tối, chúng ta bỏ cái thanh này ra, chống một thanh ở đầu và chống thanh ở đuôi, thì tất cả cái đèn soi vào nó sẽ phản ra ánh sáng, người ta biết rằng xe chúng ta đang có vấn đề và tránh nó ra. Đấy, và những cái thảm nỉ của nó sang xịn mức độ như này và chỉ có trên xe mẹt mới có, những dòng xe khác không thể có. Nên tôi đã nói rồi, có những cái mà nó không cần thiết nhưng mẹt vẫn trang bị chúng ta một cách sang xịn nhất, hoàn hảo nhất, để tất cả những người khó tính nhất cũng phải chấp nhận rằng một từ hài lòng đó. Và đây, từ cái kích của nó, từ cái đồ của nó cứ sáng mãi qua thời gian, thì đây là chất liệu của mẹt, nó là thép không dỉ các bác nhé. Đấy, vô cùng cứng, chắc chắn, bền bỉ. Và tôn sắt thép của mẹt thì chúng ta, tại sao mẹt không bao giờ nó bị han, không bao giờ bị mục mọt dù bao nhiêu năm, nó cứ sáng trắng. Mà tí nữa các bác đi xuống phần gầm thì mới thấy giá trị của nó, bởi vì nó sản xuất ra là tất cả các vật liệu tôi đã nói rồi, nó là cao cấp nhất. Đấy, kể cả những cái vỏ của xe thì nó không đơn thuần như là những cái xe bình thường, nó là tôn sắt thép và thậm chí đây là hợp kim nhôm, nó tăng độ cứng và tăng cái độ bền của chiếc xe. Đấy, khi xảy va chạm thì xe mẹt luôn luôn là một chiếc xe được đánh giá hoàn toàn. Đấy, dù xe, những chiếc xe của mẹt thì các bác có thể thấy là nó trang bị cầu sau cộng hưởng với lắp cabo và cỗ máy ở đằng trước, cabo khá là dài thì nó chuyển trọng tâm về phía trước. Đấy, khi chạy xe mẹt thì bao giờ cũng có cái thiên hướng là hơi rút đầu xuống dưới, và khi phanh thì xe toàn bộ chìm đầu. Thì đó là cái sự khác biệt. Và những cái xe mẹt đã xảy ra tai nạn mà người ta đã kiểm chứng trên thị trường, thì khi xe mẹt xảy ra tai nạn va chạm rất mạnh thì tất cả cái vật liệu, chẳng hạn như chúng ta đâm vào đầu thì nó sẽ quặp xuống dưới. Đấy, nhưng trước cái xe thì nó cứ tóe lung tung lên và nó đâm qua kính, đâm vào người ngồi bên trong. Đấy, thì xe mẹt nó lại quặp toàn bộ bên dưới để bảo vệ người ngồi bên trong. Đó là những cái khi xảy tai nạn mà xe mẹt đã tính một cách hoàn hảo. Đấy, ngoài cái độ dày dặn và những cái thép cường lực và cái vật liệu cao cấp thì xe mẹt làm rất tốt cái điều đó, nên nó được tất cả người dùng đánh giá rất là cao. Và nói đến chất lượng phần đèn và thế hệ form mới thì các bác có thể nhìn ngay cái phần đèn, nó trông như pha lê. Đấy, và đèn này thì nó trang bị là đèn bi tinh cầu thủy tinh nhưng mà thích ứng góc lái, có nghĩa là khi các bác nổ máy lên và bật đèn lên thì cái đèn này nó liếc bốn xung quanh. Đấy, và nó tìm ở cái góc ánh sáng tốt nhất và nó sẽ chiếu vào cái góc ánh sáng tốt nhất để thích hợp với chúng ta. Và khi vào cua thì cái này nó cũng biết, thì nó thích ứng mọi cái vấn đề góc lái của chúng ta để phù hợp lái xe an toàn và kiểm soát điểm mù tốt hơn. Đó là cái giá trị. Và xe này thì trang bị cái giải đèn LED định vị ban ngày ở đây, và ngoài cái giải đèn LED định vị ban ngày ở đây có rửa đèn này, cảm biến, cảnh báo va chạm thì trước và sau rồi. Đấy, nó hoàn hảo đến mức độ như vậy. Và đèn tích hợp bo rẽ trên gương các chị nhá. Và phần đầu thì logo thương hiệu, ngôi sao ba cánh to rõ nét. Đấy, lưới tản nhiệt mở rộng lấy gió tốt để làm mát máy, với ba thanh mạ cầu đôm sáng bóng như mới qua thời gian đó. Và phần đèn bên này các bác có thể thấy sự khác biệt. Xe mẹt ngoài cái vấn đề chất lượng thì nó là vấn đề tâm linh, người ta nói là ngôi sao ba cánh may mắn. Đấy, các dòng xe khác thì thường là những người đi xe mẹt luôn luôn được mang cái sự thiện lành may mắn của ngôi sao ba cánh mang lại đó, rất ok luôn các bác nhé, nó quá hoàn hảo. Và đây là chất lượng chiếc xe. Tiếp theo phần đèn nói lên giá trị chiếc xe này các anh chị này. Đó, nó hoàn hảo như vậy. Đấy, nó tỉ mỉ, nó chi tiết từng mọi thứ. Và các bác có thể ngắm nhìn trước khi đi một khoang động cơ ở xuống phần gầm,
thì chúng ta hãy ngắm nhìn lại toàn cảnh một chiếc xe Mercedes C250 động cơ 1.8 turbo tăng áp được sản xuất năm 2011 và giá bán rất hợp lý, thay vì hơn 2 tỷ đồng các bác chỉ bỏ ra với giá là 495 triệu đồng. Các anh chị đã sở hữu ngay được một chiếc Mercedes vô cùng giá trị và đẳng cấp. Đấy. Đấy, thương hiệu đúng không ạ? Đẳng cấp là mãi mãi, phong độ là nhất thời thôi, nhưng đẳng cấp là mãi mãi cơ mà. Thì đó là xe Mercedes. Thực sự nó mang tính chất đẳng cấp toàn cầu chứ không riêng gì thị trường Việt Nam đâu các anh chị nhá. Đấy, lên các bác hãy quyết đi. Trong đời một lần sở hữu một chiếc xe Mercedes và chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác của nó đâu. Nó cho chúng ta một cái cảm giác độ chính xác cao, độ chân thực, độ đầm chắc, độ sung sướng và độ tĩnh cao và an toàn, cái chính là bảo vệ chúng ta. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Ngoài cái bảo vệ an toàn thì nó còn bảo vệ sức khỏe. Đấy các bác nhé, có hệ thống điều hòa rất là khác biệt khi cho ra một luồng không khí rất là dễ chịu và nó sạch sẽ hơn, đó là hoàn hảo. Nói chung nói về xe Mercedes thì không có điều gì để chúng ta miêu tả nữa. Và vấn đề bác nào là người quyết đoán và tiêu tiền thông minh sở hữu nó hay không thôi, còn chi phí thì xe Mercedes nó rất là bền bỉ với vật liệu cao cấp nhưng không lo nó hỏng đâu các bác nhé. Vậy thì các bác nào quan tâm với giá 495 triệu đồng, chúng ta hãy tiếp tục đi vào khoang động cơ và sau đó đi vào phần gầm các bác nhé. Và cảm ơn các bác, xin mời các bác đi khoang động cơ ạ. Và khi mở lắp khoang động cơ lên thì các bác nhìn cái cabo nó có thể dựng đứng này và nó cực kỳ to, và những bác có kinh nghiệm đi xe thì chúng ta chỉ nhìn cái thảm chống ồn thôi. Đấy, nếu một chiếc xe vận hành nhiều thì nó sinh ra nhiệt nóng, cái thảm chống ồn này sẽ mục hết, nhưng nó còn nguyên bản các bác nhé, còn nguyên bản rất đẹp thì nói lên chất lượng chiếc xe. Đây chúng ta đi ngay phần đầu xe từng con ốc này, nó còn nguyên vạch sơn của nhà máy lắp ráp lúc mới nhé, để thể hiện chất lượng chiếc xe thì các bác yên tâm là những con xe mà xe mà đam mê sưu tầm thì nó là hàng tuyển chọn chất lượng rồi, bán hàng có cam kết, có bảo hành, lỗi tặng xe cơ mà. Đấy, và khoang động cơ 1.8 turbo tăng áp nó chỉ trang bị là 4 máy thôi, nó vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, các bác nhé, dễ sửa chữa, dễ thay thế đồ đạc nhiều và bảo dưỡng rẻ, và nó zin từ ngón ốc đây các anh chị này, nó zin từ ngón ốc nhé. Và các bác nhìn thấy cái vật liệu của xe Mercedes nó khác biệt không, từ cái phần nhựa của nó qua thời gian nó rất tuyệt vời luôn đó. Cỗ máy khá là gọn gàng. Thế thì tại sao mà xe Mercedes lại mang cho chúng ta cùng một cái cỗ máy 1.8 nhưng mã lực của xe Mercedes lại mạnh mẽ hơn các dòng xe Nhật, xe Hàn rất là nhiều? Thì câu hỏi tôi sẽ trả lời cho anh chị. Và có nghĩa là nhiều người thắc mắc là tại sao xe Mercedes cùng cái động cơ chẳng hạn 1.8 nhưng nó lại mạnh mẽ như thế, mã lực lớn như vậy. Đơn giản là độ chính xác cơ khí của nó rất là cao. Đấy. Cái thứ hai, nó trang bị cầu sau là cầu đẩy nên nó khỏe, nó mạnh mẽ các bác nhé. Đó là những điều thú vị và tuyệt vời của người Đức. Đấy. Người Đức luôn luôn là những người có cái nền công nghiệp xe hơi hàng đầu thế giới và đi trước thế giới rất là nhiều, nên người ta mệnh danh là gì? Cỗ xe tăng Đức. Thì đây, nó là sự hoàn hảo. Và các bác cứ vận hành, cứ trải nghiệm đi, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị thực của nó. Vậy thì bác nào quan tâm thì nhớ thả tim, thả like, ủng hộ Phúc XO và nhớ đăng ký kênh ủng hộ xe và đam mê. Vậy thì các bác nào quan tâm, chúng ta tiếp tục đi xuống phần gầm để kiểm chứng chất lượng chiếc xe. Vâng, xin mời các bác đi phần gầm đi ạ. Vâng, để đập tan những cái hoài nghi về xe Mercedes, những cái câu hỏi của nhiều bác mà bỏ lỡ cái cơ hội để dùng những chiếc xe sang trọng và đẳng cấp, đó là xe Mercedes. Thì nhiều bác có nói rằng, ồ anh Phúc ơi, thì xe nó có vấn đề gì không, sửa chữa nó ra sao mà nó hay báo thế nọ báo thế kia. Thì đây, cái giá trị của nó, thì đầu tiên cái sự khác biệt, tất cả đây là hộp kẽm, thành rằng là kẽm, không bao giờ han mục mọt. Nói về trên xe Mercedes các bác nhé, đó là điều đầu tiên. Và các bác có thể thấy rằng nó nguyên bản từ A đến Z. Tại sao như vậy? Nó bền. Những cái thanh treo nó là hợp kim nhôm. Đấy. 100 năm nó vẫn trắng sáng và nó tăng độ cứng nhưng giảm trọng lượng. Và từ cái cổ phanh nó chất là như thế này, mã QR và mã số. Đấy. Thì chỉ có trên xe Mercedes, và các bác có thể thấy từ cái tem cái mác là nguyên bản này. Đấy. Và chỉ có trên xe Mercedes mới có điều này thôi nhá. Thì các bác còn lo lắng gì? Cái độ bền nó gấp 5, gấp 10 lần những cái dòng xe phổ thông bình thường. Thì chúng ta còn lo lắng gì ạ? Đồ đạc thì công nhận là đắt hơn một chút, nhưng dòng Mercedes này thì nó rẻ thôi, nó lành tính các bác nhé. Thì cái những cái vật liệu của nó thì rất là tuyệt vời rồi. Đầy bô của nó là thép không rỉ, chịu nhiệt, nó không bị han mục mọt. Và thảm chống ồn cách âm
tạo cho chiếc xe độ tĩnh cao. Và những hộp sàn là thép cường lực, không bao giờ han và cứng cáp hoàn toàn. Thì đó là giá trị của chiếc xe Mercedes. Các bác nhìn đi và các bác hãy cảm nhận đi ạ. Đó, đó là điều chia sẻ và câu trả lời của tôi. Bồ, cái logo thương hiệu của Mercedes xịn sò nhá. Tất cả cứ trắng tinh, thép không gì, logo đâu cũng có logo thương hiệu của Mercedes. Vì cái tiêu chuẩn của họ rất là cao. Và Mercedes trang bị cầu sau, cầu đẩy thì nó khỏe, nó ổn định, nó mạnh mẽ. Đấy. Và từ những cái thanh giằng treo đa điểm, tăng cái độ êm ái, vững chắc cho chiếc xe. Rất nhiều điểm treo toàn bộ là hợp kim nhôm. Các bác có thể nhìn nó trắng sáng mãi qua thời gian. Đó. Thì vậy thì cái độ bền của nó rất là lớn. Đúng không ạ? Nó làm sao hỏng được ạ? Đấy. Đây ạ, bồ, nhìn. Và xe đam mê làm chuẩn thì chassis, đầu chassis đây. Không bao giờ lo bị đâm va các bác nhá. Giằng càng, tất cả tem mác từ đằng sau kia còn nguyên bản nhá. Đấy. Các bác này, chassis sau kìa. Tuyệt vời chưa? Đó là cái giá trị của chiếc xe Mercedes và giá trị những sản phẩm của xe đam mê. Các bác muốn mua được cái giá trị thật khi bỏ ra đồng tiền thì các bác phải đến xe đam mê, các bác mới cảm nhận được ngoài cái chất lượng, cái giá trị. Và tôi đã chia sẻ rất rõ để chị hiểu rõ chiếc xe Mercedes nó giá trị lắm ạ. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Tại sao mà bây giờ khách hàng lại đua nhau mua xe Mercedes? Bởi vì những cái bài làm của xe đam mê đã chia sẻ và gửi đến khách hàng không có đánh tan cái sự lo lắng. Và các bác đã sở hữu được rất nhiều cái xe Mercedes rẻ tiền và chất lượng tại xe đam mê rồi các bác nhé. Đấy, cái này thì tôi đã tháo hết ra cái tấm thép của nó ra. Đấy, để tôi quay gầm. Đấy, các bác nhìn cái gầm của nó này. Vì ở đây nó có một tấm thép bảo vệ, nhưng xe đam mê bao dòng làm xe chất lượng nên tháo hết ra vào đây. Cái tấm thép của nó cũng 15-20 cân các bác này. Nó là bảo vệ bằng tấm thép. Nhưng những cái xe bình thường nó chỉ là tấm nhựa bình thường thôi. Rất nhanh gãy vỡ. Những cái tấm thép kia thì các bác cứ đập cũng không méo. Kinh khủng như thế. Các bác yên tâm nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.